Hôm qua chợ lớn Sóc Trăng ngủ sáng sớm nha, sáng rất đông lắm. Đây bán đồ rất là nhiều. Quá đông. Đây bán thịt bò, bên kia bán quá. Giải này bán thịt rất là nhiều. Sáng người đi chợ rất đông, rất nhộn nhịp. Sẽ đi vào chợ hải sản, đi một đoạn tới theo quẹo vô chợ hải sản, quay cho các cô chú và các bạn cùng xem. Đây thịt bán rất là nhiều, rất là ngon, rất là tươi luôn. Giải này bán thịt heo rất là đông, rất là nhiều. Rất là ngon. Đủ các loại thịt. Đóng bạc kiến rất ngon. Mình sẽ đi vào chợ hải sản. Cái này là thịt heo. Là chợ bán hải sản này, cá bán hết đầy đủ.
sang rất đông, rất nhộn nhịp luôn. Khách đi chợ đông vậy đó. Đây đây, cái gỗ đại đây. Đi về một đống thịt gà. Đây chân gà. Tôi giới mình cũng dài, mình cũng thích đây đây. Nếu thấy hay xin một like, một đăng ký. Cảm ơn các cô chú và các bạn. Thank you.